quay cho biết. Thường là đốt bao nhiêu tiếng mới lại được than cô? Không, ý là đốt bao nhiêu tiếng đồng hồ ấy. Vâng. À, mình đốt bằng rơm á cô? Đó là đốt bằng trấu chứ. Bây giờ dân thị trấn thôi mà còn không biết cái này là cái gì luôn á. Không biết làm sao luôn. Cái này là mình xài là mình đem đi bán cô ạ? À? Bán ký á, còn ký nhiêu cô? Một bao luôn hả? Một bao là bao nhiêu ký? Tức là mỗi lần người ta mua cả bao.